Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,44%. Hiện tại chỉ còn đứng ở mức 1.998,8 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.995,33 đô la Mỹ. Và mức cao nhất là 2.005,84 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 102,169 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 28.305 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 3,379% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 80,664 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại trên thị trường vàng thế giới có xu hướng giảm trở lại. Trong phiên giao dịch đầu tuần này, kim loại quý dự kiến sẽ phản ứng với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 đã được công bố vào thứ 6 tuần trước. Theo Cục Thống kê Lao động, bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng tăng, thị trường lao động Mỹ vẫn khá kiên cường khi mà số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 3 tăng tương đối phù hợp với kỳ vọng. Cụ thể, trong tháng trước thì Mỹ đã tạo ra được 236.000 việc làm, con số này hàng tháng cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận của thị trường là 230.000 việc làm. Cùng với đó thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống 3,5%, giảm so với dự báo của các nhà kinh tế là 3,6%. Báo cáo cũng lưu ý rằng áp lực tiền lương do lạm phát dường như được kiềm chế và tăng phù hợp với kỳ vọng. Tháng trước thì tiền lương trung bình theo giờ đã tăng 0,3%. Theo giám đốc chiến lược tiền tệ Adam Burton tại forexlevel.com, trong điều kiện thị trường có tính thanh khoản kém, đồng đô la Mỹ đã tăng cao hơn do phản ứng với báo cáo. Điều này có thể sẽ tác động tiêu cực đến giá vàng. Báo cáo việc làm, các nhà phân tích lưu ý rằng dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này cũng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bạc xanh. Các nhà kinh tế đã nói rằng một thị trường việc làm mạnh mẽ và lạm phát cao liên tục có thể buộc cục dự trữ Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt của Fed đã kết thúc. Các công cụ CME FedWatch cho thấy các thị trường đang dự đoán khả năng 50 trên 50 ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 4,75% cho đến 5%. Trong khi một đợt tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 5 sẽ tạo ra một cơn gió ngược cho vàng. Nhiều nhà phân tích không coi đó là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với kim loại quý. Với nhiều nhà phân tích lưu ý rằng trong môi trường này các nhà đầu tư sẽ chỉ phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi mà các mức cao kỷ lục được chinh phục trở lại. Đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại Sinlert tại Wachasin cho biết, ngay cả khi vàng bị mua quá mức về mặt kỹ thuật ở mức giá hiện tại, thì nó vẫn được hỗ trợ vững chắc nhờ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn trên thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều trong xu hướng giảm theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào ở mức 66,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,02 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra với chiều mua vào không có thay đổi. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Còn với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 55,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,35 triệu đồng trên lượng, điều chỉnh giảm mạnh 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng hôm nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.600 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi so với phiên cuối tuần. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng không có điều chỉnh, mua vào mức 23.250 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.620 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi.
hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Doji Hà Nội mua vào 6.635.000, bán ra 6.705.000. Phú Quý SCC mua vào 6.635.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. Mi Hồng SCC mua vào 6.630.000, bán ra 6.695.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.635.000, bán ra 6.675.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000, giảm 10.000 ở chiều mua chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.635.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi nào. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.702.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.642.000, bán ra 6.705.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này được điều chỉnh giảm mạnh trong khoảng từ 84 đến 200.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 8.400 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.535.000, bán ra 5.635.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.535.000, bán ra 5.645.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.515.000, bán ra 5.595.000, cùng giảm mạnh 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.409.6 nghìn, bán ra 5.539.6 nghìn, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.011.7 nghìn, bán ra 4.211.7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.077.2 nghìn, bán ra 3.277.2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.148.3 nghìn, bán ra 2.348.3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.